cả các em. Thầy tên là Lê Đình Hùng, là giáo viên trường tiểu học Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em sách toán 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, bài Em Làm Được Những Gì, tiết 2. Trước khi đi vào phần thực hành thì chúng ta bước vào phần thứ nhất là phần khởi động. Trên màn hình thầy có 4 phép tính cộng. Đây là những phép tính cộng qua 10 trong phạm vi 20. Các em quan sát và thực hiện cho thầy trong thời gian là 1 phút. Thời gian thực hiện của các em đã hết. Thầy mời các em quan sát và so sánh đối chiếu kết quả. 9 cộng 4 bằng 13. 8 cộng 6 bằng 14. 2 cộng 9 bằng 11. 7 cộng 8 bằng 15. Đây là những phép tính cộng qua 10 trong phạm vi 20. Ta đi vào phần bài mới, bài Em Làm Được Những Gì, tiết 2, sách toán 2, tập 1, trang 57-58. Bài tập 1. Bài thứ nhất yêu cầu chúng ta là điền số. Biết rằng ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 14. Các em nghe thầy nêu lại yêu cầu bài cho rõ ha. Biết rằng ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 14. Như vậy thì ba số theo hàng ngang hay cột dọc ở trên màn hình thầy có hai ngôi nhà, một ngôi nhà màu xanh và một ngôi nhà màu đỏ. Ở trên cái bức tường thì các viên gạch còn thiếu các số cần tìm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm các số đó để thay bằng các dấu chấm hỏi. Và theo cột hàng ngang hay là theo cột dọc mà ba số cộng lại là bằng 14. Thời gian của các em thực hiện trong vòng là 2 phút. Các em quan sát để sửa bài, so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình ở hàng ngang thứ nhất. Số cần tìm là số 3. Như vậy thì 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 3 bằng 14. Ta quan sát vào hàng ngang cuối cùng. Số cần tìm là số 4. Như vậy 8 cộng 2 bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14. Ở cột dọc thứ nhất, chúng ta quan sát số cần tìm là số 7. 7 cộng 3 bằng 10, 10 cộng 4 bằng 14. Ở hàng ngang ở trên cùng của ngôi nhà thứ hai là số cần tìm là số 8. 8 cộng 3 bằng 11, 11 cộng 3 bằng 14. Ở cột dọc ở ngôi nhà thứ hai là số cần tìm là số 9. Như vậy 2 cộng 5 bằng 2 cộng 3 bằng 5, 5 cộng 9 bằng 14. Ở cột dọc cuối cùng số cần tìm là số 10. 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 10 bằng 14. Các em quan sát để sửa bài. Các em làm rất tốt. Ta sang bài tập số 6. Bài tập 6 yêu cầu đặt thêm một khối lập phương vào hình để có hai nhóm ba khối lập phương cùng nằm trên một đường thẳng. Các em quan sát lên hình vẽ.
Trên hình vẽ thầy có hai bài tập A và bài tập B. Bây giờ các em đặt thêm một khối lập phương vào giữa cái hình ở bài tập A và giữa hình ở bài tập B, để làm sao cho mỗi nhóm đều có 3 khối lập phương, và 3 khối lập phương này cùng nằm trên một đường thẳng. Các em sẽ thực hiện vào trong trong sách của mình, sau đó mình sẽ dùng thước để mình kiểm tra. Các em có thời gian thực hiện trong vòng là 2 phút. Thời gian thực hiện của các em đã hết, các em tập trung quan sát màn hình để chúng ta so sánh và đối chiếu kết quả. Ở bài tập A, thầy đặt một khối lập phương vào ngay chính giữa và đã đáp ứng được cái yêu cầu của bài tập là mỗi nhóm là có 3 khối lập phương và 3 khối đó cùng nằm trên một đường thẳng. Bài B, thầy cũng đặt ngay khối lập phương vào chính giữa và mỗi nhóm cũng có 3 khối lập phương và 3 khối lập phương này cũng nằm trên một đường thẳng. Ta sang phần tiếp theo là phần vui học. Bài toán là đố em. Các chú vịt ra bờ ao, con đi trước hai con đi giữa hai con đi sau hai con. Hỏi có bao nhiêu con vịt? Thầy nêu lại yêu cầu bài tập một lần nữa để các em quan sát, lắng nghe cho kỹ. Các chú vịt ra bờ ao, con đi trước hai đi giữa hai con đi sau hai con. Hỏi có bao nhiêu con vịt? Các em có thời gian suy nghĩ là 2 phút. Thời gian làm bài của các em đã hết, các em quan sát và chúng ta so sánh đối chiếu kết quả. Có 3 con vịt. Ta có tất cả là 3 con vịt. Con đi trước, các em quan sát trên màn hình nha. Con đi trước là trước 2 con. Con đi giữa, giữa 2 con. Và con đi sau là đi sau 2 con. Như vậy có tất cả là 3 con vịt. Ta sang bài tập số 7. Bài tập số 7 yêu cầu là chúng ta nói theo mẫu câu. Nói theo mẫu câu. Sen đỏ đi từ nhà lúc mấy giờ đến nơi lúc mấy giờ? Sen xanh đi từ nhà lúc mấy giờ đến nơi lúc mấy giờ? Bây giờ các em muốn nói cho chính xác được theo mẫu câu thì chúng ta phải quan sát giờ mà sen đỏ đi và giờ mà sen đỏ đến, giờ mà sen xanh đi và giờ sen xanh đến. Các em có thời gian quan sát màn hình và trong sách giáo khoa của mình để chúng ta nói theo mẫu trong vòng là 1 phút. Thời gian thực hiện của các em đã hết, các em quan sát lên màn hình để chúng ta so sánh và đối chiếu kết quả. Sen đỏ đi từ nhà lúc 7 giờ đến nơi lúc 8 giờ. Sen xanh đi từ nhà lúc 7 giờ đến nơi lúc 9 giờ. Các em thực hiện rất là tốt. Bây giờ trên bảng thầy có, trên màn hình thầy có một cái thử thách. Các em sẽ thay các hình tam giác, hình vuông, hình tròn bằng các số nào. Thầy có 3 thử thách. Thử thách thứ nhất là ta cho biết là tổng của hai số cộng lại bằng 14. Thử thách thứ hai là tổng của hai số cộng lại là bằng 12.
Và thử thách thứ ba thì chúng ta chưa biết số nào hết, chưa biết số hàng là bao nhiêu và tổng là bao nhiêu. Chúng ta phải đi tìm tổng và tìm các số hàng cho nó phù hợp. Bây giờ các em có thời gian suy nghĩ và làm bài là 2 phút cho thầy. Thời gian thực hiện của các em đã hết. Các em so sánh và đối chiếu kết quả với bài làm của mình. Số hạng thứ nhất là 7. Số hạng thứ hai là 7. Như vậy 7 cộng 7 bằng 14. Như vậy thì ta đã tìm được ở bài thứ nhất là số hạng thứ nhất là 7, số hạng thứ hai là 7 và kết quả là 14. Như vậy là phù hợp. Ta sang bài phép tính thứ hai. Số hạng thứ nhất là 7. Số hạng thứ hai là 5. 7 cộng 5 bằng 12. Như vậy là phù hợp với cái tổng mà chúng ta đã có. Ta sang phép tính thứ 3. Tổng cần tìm là 10. Như vậy số hạng thứ nhất là 5. Số hạng thứ hai cũng là 5. Như vậy thì 5 cộng 5 bằng 10. Ta sang cái phần hoạt động thực tế. Như vậy thì để chúng ta làm tốt cái hoạt động thực tế thì các em chuẩn bị cho thầy một dùng một sợi dây để tạo hình ảnh đường thẳng hoặc là đường cong, dùng que tính, bút chì để tạo đường gấp khúc. Hoạt động này thì chúng ta sẽ thực hiện ở trong cái thời gian mình ở nhà đó, cái bài tập là mình thực hiện ở nhà cho thầy. Dùng một sợi dây để chúng ta thực hiện là cái đường thẳng hoặc là đường cong, và dùng que tính để chúng ta thực hiện tạo thành cái đường gấp khúc. Như vậy thì qua cái tiết học này thì chúng ta cũng củng cố lại các phép cộng qua 10 trong phạm vi 20 và biết thực hiện một số vấn đề đơn giản về thời gian. Trong thời gian chúng ta giãn cách học ở nhà thì các em cần chú ý là ăn uống đầy đủ và thực hiện tốt cái thông điệp 5K nhằm bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Thầy xin kính chào tất cả các em.